Mời anh nhé. Hello, chào mọi người. Dạ em chào anh. Chào anh Dennis Nguyễn. Ok, nói về vấn đề mà đa nguyên đa dạng. Và bây giờ cái đa nguyên đa dạng á, thì bây giờ tôi chỉ có yêu cầu những cái thành phần mà ở hải ngoại này, nhất ở Mỹ California, nó có là quay như 7 đảng ở đó, và chính phủ thì nhiều lắm, thì ông nào cũng muốn lên cầm quyền hết, có là coi như thủ tướng, tổng thống, rồi quốc trưởng trần dân gọi là trần dốt á, rồi quân rồi coi như là Nguyễn Phú Chánh, rồi coi như ông vừa Liên Thành, đâu quay rất là nhiều, có 7 đảng ở cả đi á, 7 cái đảng nó ngồi lại á, thống nhất lên đi, rồi thành lập một cái quốc thể, rồi ra cái hiến pháp, rồi cái đó mua đất Mỹ nhiều lắm, đất Mỹ rất là nhiều, rồi bỏ tiền ra mua một 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 cái đám đất Mỹ chỗ đâu đó, bắt đầu kêu người dân tới, kêu dân Việt Nam tới, cho họ ăn trợ cấp, đưa tiền cho họ, cho họ ăn trợ cấp, rồi xây nhà cho họ ở, bắt đầu làm cái kêu những người thông minh như là Dương Nguyệt Ánh đó, là chế bom, mà chế bom gọi là bom nhiệt đới đó. Đi đi đến đâu là chế ra, cái bắt đầu là coi như ngồi lại 7 đảng đó thống nhất hết. Rồi bắt đầu cái lấy tàu của ông Nguyễn Hữu Chánh á, ông có đóng cái tàu nữa là ra từ ngang ở Mỹ nè, chở dân về hết, chở dân về Việt Nam hết, đánh một trận ăn thua với họ, hiểu không? Là cái đó với đòi đảng, đa nguyên đa đảng ở Việt Nam. Chứ còn cái 7 cái đảng á, họ chưa ngồi lại với nhau, họ chưa thống nhất với nhau hết á, nổi cái biểu tình không á, cái trung tâm Paris này cũng có 2-3 phe để biểu tình, mà cứ ngồi cứ hỏi là bên Việt Nam đang ở Mỹ đấy á, nó có mà hai đơn cử dạ đơn dạ đơn cử cái gần nhất ở đây là cái họp mà đưa ra để bầu cái người để mà bầu cử hay gì đó, chủ tịch ủy ban bầu cử hay gì đó, mà anh thấy chỉ có bao nhiêu người đó thôi mà cãi nhau không thổi là thì bữa hôm là coi như có. là họp họp hội đồng mà có Phan Kỳ Nhân là coi như chủ tịch chống Dạ tay có bác Phan Kỳ Nhân. mà cãi nhau dùng cái chợ đó, dạ, mà cứ cái đòi là coi như đa nguyên đa đảng, tôi nói là coi như 7 cái đảng đang ngồi lại đi, không Dạ chào là anh, chào anh. tốt đó, rồi bắt đầu cái đòi bên Việt Nam đa nguyên đa đảng, mình có cái đảng thực sự đấy đó, thì họ cũng nhà nước họ cũng yêu cầu quý vị về để mà coi như mà vào cái ghế quốc hội để mà làm việc với họ, mà họ cũng cũng không họ đâu đó, nếu cao có người những người nào mà Nhưng mà có một cái em cũng thấy lạ là bây giờ cái vấn đề mà 8.600 người khi chính phủ Mỹ trả về thì sao thấy không thấy họ lên tiếng là họ có bảo vệ hay là họ giúp đỡ hay là họ như thế nào không anh, mà họ không nhắc tới. không, có số họ cũng yêu cầu cái để giữ lại, thì bây giờ cái mà coi như những người thành phần đó thì họ thành lập lại là trước năm 1995 và Chín mươi lăm, sau 1995 họ thành lập lại đại, chứ đó là tổng số thôi, còn họ thành lập lại là coi như rồi nhà nước Việt Nam mình họ chỉ nhận là sau khi mà ký cái hợp định mà bàn giao hai nước á, là năm 1995, chứ họ không nhận trước đó, vì trước đó là họ chưa bàn giao, nó thành coi như họ đang xét lại chuyện này. Nhưng mà tôi cũng là coi như cũng 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 thấy họ rất là tội, bây giờ họ ở tù ra rồi, bây giờ họ làm ăn tốt rồi, mà họ cải tạo tốt rồi á, thì cũng nên cho họ ở lại Mỹ, vì bây giờ thành phần đó mà về Việt Nam họ sống được đâu, không bao giờ họ sống được đâu, không bao giờ cầm cày cuộc đất mà hay là đi làm thuê làm mượn mà sống. Tại vì mình theo mình chia sẻ một cách đó nghĩa là họ không có hòa nhập được cái cuộc sống hiện tại của Việt Nam được, tại Việt Nam Và bây giờ thì thật ra là tại vì không em thì em không biết được là những cái anh chị đó là tầm lứa tầm tuổi là bao nhiêu đó, nhưng mà nếu mà để về
Việt Nam thì cũng gọi là khó để họ họ làm kinh tế lại. cái đất nước hiện tại chứ á, là tôi đang lo là chỗ đây này, cái chỗ mà bây giờ á, nhà nước đang cải cách cái đô thị á, cải cách lại những cái chỗ mà ổ chuột hay là chỗ mà cái thành phố đất đai mà trừ hàng tỷ nạn á, họ muốn thu hồi lại để mà họ cải cách lên cho nó đẹp đất nước, thì thành cái chỗ người dân á, họ không có hiểu và họ cứ muốn lợi nhuận cho cao, rồi á, họ họ bị cái vấn vấn nạn đó thành có như những cái số người bên này á, họ chụp vào quy chụp vào nhà nước là đàn ép hoặc là coi như là Dạ đúng rồi anh. thì thành coi khi mà chúng ta muốn cải cách một cái đô thị á, là chúng ta phải phải thu hồi bồi thường họ để thu hồi đất đai lại để mà mở phá ba cái chỗ mà giống như mà tệ nạn nhà cửa xấu xí á, họ phải thành lập đến một cái đô thị mới nó phải sạch sẽ được được Việt Nam này, mà nhà nước đang làm cái chuyện này mà coi như mà người dân á thì nói họ không chịu nghe, vì họ nói là nhà tôi đây tôi ở chứ họ không chịu đi, cái người dân Việt Nam mình họ kỳ nghĩa là họ không chịu bỏ cái chỗ mà tệ nạn đó, cái đất đó là tức đất tệ nạn mà họ không chịu bỏ để họ đi bước thêm một cái cuộc sống mới á đó. Đó mà họ người Việt Nam mình họ không chịu đi như vậy, thành ra coi như là cái vấn nạn ở đó. Thì tôi mong mà đây là nói là mong cho bà con ở Việt Nam mình á, những cái thành phần nào mà coi như là nằm trong cái chỗ mà di tản á, cái đất đai mà thu hồi đó nên thông cảm và thông cảm nhà nước, rồi nhà nước cũng nên á, cho họ một cái tiền tương đối á cho tốt chút đi đó, để coi như để mà coi như nó có hai bên để cho coi như cái bên này nó khỏi lợi dụng cái vấn đề mà đổ lỗi trên tội lỗi trên trên cái chính quyền Việt Nam đó, đó là cái vấn nạn mà coi như bây giờ mình nên coi như tập trung vào đó. Còn bây giờ mà cái ở Việt Nam á, phải xếp đâu vào đó đã, cải cách đô thị làm sạch sẽ và coi như cải cải cách cái cuộc sống của người dân nó có cái dân trí, là khi đó họ mới đổi cái họ mới cho đảng, họ có cho thêm một đảng nữa thôi, là để mà coi như họ 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 đấu đá để mà họ hứa hẹn những cái quyền lợi với người dân á đó. Đó thì ít nhất là mình phải có dân trí đã, mình có cái đời sống tốt đã, khi đó họ mới đòi thay đổi được. Chứ còn bây giờ mà có thể nói mà thay đổi á thì cả là coi như một vấn đề không thể nào mà thay đổi, vì cái dân trí nó không Dạ giúp đúng chính xác, tại vì cái vấn đề dân trí là cái vấn đề đau đầu nhất, tại vì người dân mình phải có ý thức được đó. đúng đấy. Tại vì cơ bản là em xin chia sẻ anh về cái vấn đề mà về cái quy hoạch đô thị họ có, nhưng họ vướng phải những cái trường hợp giống như anh nói, nên họ khó rất lòng là rất giải quyết. Tại vì có những hộ người ta đồng tình với lại cái giá đền bù đó, người ta đã ra đi, nhưng có những cái hộ dân họ rất là kỳ, là họ không chấp nhận, họ không chấp nhận, nên cuối cùng anh biết là vướng mắc phải những cái dự án mà gọi là có thể là 5 năm 10 năm. Em ví dụ cho anh là nếu anh có về, anh đi thành phố Hồ Chí Minh, anh đi đến cái khu du lịch Đầm Sen trên trục đường Hòa Bình, trước cái cổng A của Đầm Sen anh thấy một cái bãi xe rất là đẹp. Nếu như cái nhà đó mà đồng ý họ di dời đi thì riêng cái khu đó thì họ thành một cái cổng Đầm Sen rất là hoành tráng, nhưng cái gia đình nó không chịu bồi thường, và bây giờ họ cắt điện, họ cắt nước, nhưng gia đình đó vẫn ở đó Cái vấn đề này Bình Dương này, bây đấy. giờ mình có cái ý kiến đây mà không biết là có như đến tai của nhà nước không. Ví dụ một cái khu nào đó, ví dụ đó là cái vùng đó khoảng chừng là quay 1.000 hecta đất đi nha, 1.000 hecta đất ở đó, và ở cái vùng đó có một cái chòm người ở khoảng chừng 1.000 đến 2.000 dân ở đó. Bây giờ mình muốn quy hoạch cái đó thì đầu tiên nhất nhà nước xây cho họ một cái chung cư, trước cũng gần đó, xây cái chung cư trước làm cho đẹp, rồi bắt đầu là nói họ đưa ra một cái giá cho họ, cái vị nào bỏ cái giá này là tới cái ở một có một cái chung cư mấy phòng đó, từ từ 2 phòng trở lên, 2 phòng 3 phòng đến 4 phòng 5 phòng, vì nhiều khi nhà họ đông quá ở 4 5 người con á thì mày phải có là 5 phòng trở lên, nói chung là từ 2 phòng trở lên, ví dụ 2 vợ chồng thì một đứa con, rồi bồi thường cho hai
một cái phòng, cái nhà hai phòng là một chung cư đó, quy hoạch rồi đó. Rồi sau lại á, cái chỗ đó nha mà nổi lên một cái đô thị á, mà làm ăn về cái công ty á, thì người dân đó có quyền nói với họ, họ có cái cơ hội để mà làm việc trong công ty này. Để mình giải thích như vậy để cho họ 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 có thể là coi như cái người bà tới mình đền bù một cách là rất là xứng đáng. Là cái xứng đáng chỗ nào, cái ngôi nhà của họ ở này á là không bằng cái ngôi nhà chung cư, cái tập thể á, nhà tập thể á. Đó, để cho họ sẵn con nhà nào mà họ muốn lấy tiền mình bù cho họ một số tiền để họ đi luôn đó, mình cho hai cách. Có anh, cái vấn đề này, dạ vấn đề này hiện tại là có, nhưng mà khổ nỗi là người dân họ không đồng ý. Tại vì ở khu Bình Tân, anh đi cái đường tỉnh lộ 10, họ xuống họ xây tính là hai bốn coi như là sáu sáu dãy chung cư, chiều cao nó là 7 tầng mỗi một tòa nhà, thì nó dự định đâu là như năm nghìn căn, là tính ra bao nhiêu, có kể cả siêu thị, có kể Co.opmart, họ đã gọi là khuyến khích Co.opmart về đó mở hẳn một cái trung tâm của Co.opmart ở đó luôn, để cho người dân họ bước qua đó để họ sinh sống ở đó. Nhưng họ không chịu, mà họ lại cái nhức nhối nhất hiện tại bây giờ là cái Vĩnh Lộc A, là gần ở đó toàn là đất nông nghiệp, nhưng mà họ mua giấy tay, họ tự họ xây dựng, rồi bây giờ nó từ một cái điểm nhếch nhác trong quận 6 họ giải tỏa, bây giờ mọi người đó đi ra đó cuối cùng vẫn nhếch nhác tiếp nữa, mà trong khi người ta xây hẳn một cái chung cư bên đây thì người dân lại không đồng tình và ở chung cư đó, mà chung cư bây giờ xây xong hết rồi luôn. Cái người dân trừ họ làm như thế nào á, mình truyền tiếng với nhau, truyền tai với nhau để cho người dân họ hiểu được là cái đất nước mình á, ví dụ mình muốn cái đất nước mình đẹp á thì mình phải hy sinh một chút, hy sinh một chút. Dạ đúng rồi, nhưng mà khổ nói dạ họ không hy sinh đó, nên chính vì điều đó rồi cộng bây giờ lại một số các anh chị bên kia họ tuyên truyền theo nữa là đó, giống như ở bên Mỹ cái chính sách an sinh xã hội họ rất có, người nhà nước là đi học cũng không, con cháu đi học cũng không đóng tiền, đi vào bệnh viện cũng không tốn tiền đó, thì ngay những cái điều đó thì người dân trong nước cứ lại những người họ có những người họ đi theo họ nghe Thì đấy có cái vấn đề đấy. ấy á, thì quay bây giờ mà anh Michael bác có nói là nhận tiền rồi mà họ không chịu đi, coi như thành đã quay cái vấn nạn mà coi như để mà coi như cái người bên này á họ hay quy chụp là nói là nhà nước á, là đàn ép, nhưng thực sự tôi tìm hiểu là không có cái gì đàn ép hết, họ bồi thường rất là quá Dạ đúng đáng. anh. Rồi cái số á, Đấy. một vài cái hộ trong đó là muốn họ muốn gây cái tiếng ồn lên, cũng giống như vừa rồi á là ông Nguyễn Thanh Tú á, tôi có xem cái bà Dạ. con coi đó, cái đảng Việt Tân á là họ mới đầu á là họ bỏ người vào vào tù đó, họ bỏ vào tù rồi bỏ vào tù bắt đầu họ gây tiếng, thấy không, họ gây tiếng lên là cái người đó là bị là coi như là chính quyền đàn áp, rồi bắt đầu họ gây miệng, họ gây miệng là họ gây quỹ, thì thành cái ba cái mà quay của Đảng Việt Tân đã làm á. Thì vừa rồi ông Nguyễn Thanh Tú ông có giải thích cho mình biết đó đó, thì ở đây á là chính ở những cái người dân ở trong Việt Nam mình á vẫn có cái vấn đề này, vì cái người đó họ suốt cái người đó là thôi lấy tiền rồi nhưng mà trước sau vẫn đi, thôi bây giờ mình gây thêm một chút tiền nữa để mà quy chụp vào cái nhà nước là coi như đàn ép hay là cưỡng ép. Đấy. Dạ đúng Thì đó, rồi anh. thì bây giờ cái chỗ đây này, các bạn trẻ bây giờ hãy đánh những cái thành phần trong nước đi cho sạch sẽ. Nếu mình muốn dẹp cái người ngoài thì mình phải dọn dẹp trong nhà mình cho sạch đã. Rồi lúc đó mình muốn đón họ là không đón họ là quyền của mình nha. Thì thành cái thành phần mà trong nước mình chính các người mà tiếp tay ở cái thế lực ở ngoài á là làm cái sự mà gọi là gây tiếng ở bên này đó, họ gây miệng, hiểu tôi nói không, gây tiếng lên Dạ là dạ bên đúng này rồi. gây Một miệng bên thì gây tiếng, còn bên gây miếng. à. Thì hai cái này á là đầu tiên là các anh chị em á hãy dẹp cái loại ở trong nước mình trước đã, và chính quyền cần đến dẹp mấy cái loại trong nước trước đã.
đó. Thì coi như khi là ở bên này là không có cái gì để làm gây miệng nữa, nó không có gì gây quỹ, phải không? Chính cái chỗ mà nhà nước mình cho này, cho như Việt Khang, đúng ra cái cộng đồng Việt Nam ở bên này nó đã chết rồi, nó sắp chết rồi, mà chính nhà nước Việt Nam mình cho cái thằng Việt Khang qua đây, rồi bây giờ cái thằng là coi như nhạc sĩ Tóc Hồ dựng thằng Việt Khang đây á, với đi gây tiếng lên cả cái đất Mỹ này, 50 địa bàn này. Đã hiểu tôi nói không? Thì tôi nói là coi như người chính thằng Tóc Hồ đó, hắn dựng cái thằng Việt Khang đó, nó gây tiếng lên xôn xao lên, chứ đúng ra là coi như im rồi, không có thằng Việt Khang im rồi. Nên tôi yêu cầu nhà nước á, nếu mà trong đây có AK-47 nghe, đừng cho cái thành phần nó ra khỏi nước nữa, nó ở tù và cho nó ở trong trong Việt Nam cho nó hẻo đi, đừng cho nó đi nữa, kiếm ai không ai gây gây tiếng lên nữa đâu. Khi họ ra tù là họ hẻo cha rồi, có gì cũng gây tiếng nữa. Đấy, như ở đây thì anh em cũng chia sẻ thêm về nó về đó vấn đề, như có một cái thành phần nữa đó là bà mẹ con bà Cấn Thị Thiêu đấy, ở tù ra xong rồi đang là 2 năm quản chế, nhưng không hiểu hai từ quản chế là như thế nào vẫn tham gia đi biểu tình tiếp. Đấy, anh thấy thì bây giờ cái trường hợp đó nó có luôn anh đó. Ok, thì coi như cái chuyện anh cầm quyền nói coi như có rồi, đồng ý anh cầm quyền, ok, thì coi như không sao. Nhưng mà cái chỗ á, rồi tôi nói đó, cho họ ra, họ ra rồi họ gây ồn ào nữa, cho họ cứ vô lại, cái căng cầm tù suốt đời chứ, đừng cho Đó. Nên 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 anh thấy điển hình vừa rồi. đừng cho họ sang đi nước ngoài nữa. Đừng cho họ đi Đó. ngoài nữa. Rồi anh thấy Vì họ á, cái thành cái phần cái này, tôi nói với bà con nghe này, cái thành phần này họ đi qua nước ngoài, họ gây lên cái miệng thêm nữa. Nhớ là coi như là Nguyễn Ngọc Hải không, điếu cày á, rồi coi như bà chị nữa, bà gì bà chị mà coi là cũng chị Tạ Phong Từng, Luxio, Tạ Phong Từng Tạ Phong Tần. đó, hai cái người đó qua với quy vụ họ phải qua gây lên cái tiếng chập bây giờ êm rồi, nó êm rồi, nó êm bây giờ là coi bắt đầu là thằng Việt Khang qua gây thêm tiếng nữa. Thành quay như nhà nước á, đừng cho người ta qua đây nữa để mà gây tiếng nữa, cho nó quay đi ra, cho họ chết bên Việt Nam luôn đi. Đấy. Cho họ coi như là cải tạo bên Việt Nam cho tốt đi, dương nói chữ bình Nên có biết vụ nên vừa vừa rồi là vừa rồi cũng có mấy vụ dân đó, cảnh cũng là tái tái phạm không đó. chặn xe cấp cứu à, vừa rồi có cái gì mà diện cảnh sát giao thông chặn xe cấp cứu nữa đấy. Trần Tiến nói này, Dạ cái đó là những cái bọn dân chủ cụi nó nghe theo lời phía xúi dục anh. để Giả ra làm dân quan rồi bắt đầu chặn xe, khi cảnh sát chặn xe lại thì bắt đầu gây đầu đem trẻ em ra nói là đang đi cấp cứu đó, rồi bắt đầu xuyên à, tạc. mà nói coi như bằng vụ á, biết là Việt Khang đi qua Mỹ đây là cái diện của là trung tâm của Trúc Hồ Bảo Lãnh nha, chứ không phải là diện chính trị. Nhưng mà họ qua đây á, họ ghép vô là cái diện chính trị đó, nhưng mà cái diện của Việt Khang là đi qua là cái diện mà gọi là trung tâm băng nhạc của Trúc Hồ Bảo Lãnh qua để mà Việt Khang làm việc cho Trúc Hồ, làm việc một thời gian á, khoảng chừng 5 năm đóng thuế đàng Nhưng hoàng rồi thì họ sẽ cho cái thẻ xanh, rồi thẻ xanh đó ở 5 năm sau á thì họ được thi quốc tịch Mỹ nha, chứ không phải là diện chính trị. Ok, trả lời biết coi như bằng bằng vụ như vậy rồi. Cầm nguyện lại với đây, tôi nhớ một vụ với án ngộ lắm, mấy thanh thanh niên ném đá gì đấy lừa bịp à, tòa dạ cái vụ này thanh niên ném đá lên xe lửa, khi ra tòa hỏi sao nó buồn quá nên ném cho vui vậy thôi. ở bên này á, cái dàn dựng á là chính bên này nó học những cái dàn dựng của chính trị á, giống như CIA vừa rồi á, nó đánh CIA là cũng dàn dựng
nó bắt hai em bé Dạ. cho kèo để mà coi nó dàn dựng lên một cái clip để mà gọi là bom khoa học để cho họ có cái cớ để họ đặt. Dạ. Thì đấy là coi như đó cái Đào Việt Tân á, như vừa rồi là Nguyễn Văn Tú nó cho mình biết hết đó đó, bỏ vô nó lấy cái người Việt Tân đây, bỏ tù người Việt Tân đó, rồi bắt đầu nó gây cái Nè. tiếng lên nó gây cái Gây gây cái tiếng à, con vịt gây nè. tiếng lên, bắt đầu là bên này á với khuyên khuyên cái miếng kiếm cái miếng à, cứ như vậy thôi đó, bỏ Việt Tân, bỏ tù Việt Tân. Ví dụ anh nào hoạt động đó họ chỉ cho nhà nước cái thằng là Việt Tân đó, cái có đưa những cái mà giống như chân lên như thật á, đưa những cái bằng chứng rõ ràng đây thì nhà nước bắt bắt bỏ tù, thì bỏ tù thì nó quay hàng bên này nó gây lên cái tiếng, tiếng là coi như là Việt Nam đang ép nhân quyền dân chủ không cho ai nói, nên bắt đầu họ kiếm miếng đó là cái chiêu trò như vậy. Bây giờ là coi như đã Nguyễn Thanh Tú nó cho mà cho chúng ta biết hết rồi đó, mà lâu nay á nó thật là không ai dám mà coi như mà cho biết họ biết hết, nhưng mà họ không có cái mà bằng chứng bằng là Nguyễn Thanh Tú, vì Nguyễn Thanh Tú á ông ta làm việc ở trong bộ máy của nhà nước, rồi trong đó có FBI, có CIA, có coi như cái ban luật pháp họ bảo vệ Nguyễn Thanh Tú để mà đòi lại công lý cho cha Nguyễn Thanh Tú, và đồng thời là họ phải cần dẹp bỏ cái đảng Việt Tân này đi, vì cái đảng này nó làm xấu xa trên đất Mỹ đó. Thì họ có bộ máy á để mà họ làm việc á để mà coi như đánh cái đảng Việt Tân này sắp hết, và cái đảng Việt Tân này sắp tới là coi như nó rã từ từ rồi, người ta chạy hết rồi, còn số người họ chạy lần lần rồi họ không dám ở trong cái đảng này nữa. Thì đấy mà cái cách nó coi như gọi là Nguyễn Thanh Tú á là phải cần cắt những cái voi voi hết đấy, vì em đã cắt cắt mấy cái voi bạch tuộc hết để nó còn lại cái con đấy hằng sinh sống được, sinh sống được thì tự hủy diệt thôi. Cắt những cái râu ria trước. Ừ. Đó là vấn đề mà quý vị nên cần để mà coi như biết rõ ở trong nước khi chúng ta muốn đừng có đánh Dạ rồi. nha quý vị anh em, đừng có đánh những người như Tân Hải bên trước, đừng đánh với ai ngoài đây đó. Vì họ có đánh họ không chết đâu, mọi miền tìm cái thành phần trong nước á mà đánh họ, đánh cho họ câm miệng đi à. Thì khi họ câm miệng đó là người ngoài nước đó họ không có cái thành phần mà để mà gây tiếng nữa, thì họ từ từ là coi như im thôi à. Thì các bạn trẻ mà có ai muốn mà giúp nhà nước với cái trong cái dưới động viên đó là cao ông bảy đó, cứ dẹp cái tụi trong nước chết à. À, tới làm Nhưng ai nó luôn. dạ nhưng mà cái vấn đề ở đây á, ở đây vấn đề ở đây là để có được cái kinh phí thì lại là từ cái nguồn tiền từ bên kia rót về. Nó cái chỗ đây này tôi nói mà coi như là Bình Dương phải hiểu đây này, chính các anh em yêu nước trong á tới biết tới chỗ nào đó hỏi dư luận viên á, các ông ngoại họ biết cái chỗ nào đó, các anh em tới đó giống như đội cờ đỏ hoặc là các anh em thanh niên tiên phong hay là quay thanh niên của Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh đó, đoàn viên đó tới nơi đó trấn áp họ để cho họ bỏ cái thông tin đi đó, lúc đó là coi như họ không có cái cho dù gửi về mà họ cũng làm được cái thông tin, giả dụ nó tới mà trấn áp phải đè hàng coi đè xuống mà lấy điện thoại hàng hết thì coi như lấy cơ mấy mấy cái đó coi như hàng có tiền đâu, ở bên này gửi qua là coi cũng, cũng kịp mà để cho hắn mua điện thoại nó lên sóng đập bỏ thấy chưa, tới là cầm điện thoại đập bỏ Nè, tấn tấn cử sửa organ đi tấn cử yeah. à, đi vào đây làm cái gì? Thì anh Mai có nói chính xác à, nói chính xác à, tới đó đập mấy điện thoại hăng hết kệ, coi như giống như mình là người dân đập người dân thôi, đập điện thoại hết cái hẳn có tiền coi như hắn lên sóng được cái nghi vậy đó còn mấy trang bên nữa thôi, còn cái channel gì bây giờ chứng hơn nước Việt phải là Iva rồi đó, mày là hai cái đó thế
Thôi diệt nó đi là xong thôi đó. Bên này hằng 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 gửi tiền bán kịp đâu, bên này hằng hết tiền rồi chứ hằng bị gây nó gây quỷ nó nữa rồi. Cái gì đó. Dạ ok, dạ rồi em cảm ơn anh.